Linh cu đệ chú nên chắc sát thủ lạnh nhất Hải Phòng, đọc tiểu sử không biết có thêu dệt không, chứ bây giờ cũng không có ai được như thế. Thì tiểu sử của anh Linh cu nhá là không hề thêu dệt đâu, bởi vì có những người cái thời đó chứng kiến được tận mắt luôn và vẫn còn kể lại cho tới bây giờ. Lắm lúc mà ra ngồi quán bia nhậu ấy thì tôi vẫn nghe thấy mọi người kể về những cái chuyện thời xưa và kể về cả anh Linh cu nữa. Đúng là anh Linh cu là một người có bản lĩnh ngút trời mây luôn, không sợ trời không sợ đất. Nhắc đến cái tên Linh cu thời đấy là đúng là nhắc tới ác mộng luôn ấy, nỗi ác mộng của mọi người đấy, ám ảnh luôn. Đấy là sự thật. Và anh Linh cu là người bản lĩnh như thế nhưng mà lại đi sai con đường. Nếu mà cái bản lĩnh của anh ấy đi đúng con đường ấy thì chắc chắn là anh ấy là một người rất là ok luôn ấy. Và cái bản lĩnh của anh ấy thì nói thật là chắc là hiếm có người bằng luôn, đến đến bây giờ luôn. Đấy nó là cái bản lĩnh gọi là, phải nói như nào bây giờ, dùng hai từ đẳng cấp đi, đẳng cấp cho nó cao. Đấy, nhưng mà cái số của anh ấy lại không được may mắn như anh ấy nghĩ. Anh ấy bản lĩnh như thế nhưng mà lại gặp những cái cán bộ chiến sĩ công an bản lĩnh và dũng cảm hơn anh ấy nữa cơ, mà dám đọ súng với anh ấy để vây bắt anh ấy. Đấy chính là những người mà tôi khâm phục nhất nhá. Những cán bộ chiến sĩ công an đấy đúng là những người mà tôi đến bây giờ tôi vẫn còn khâm phục, và những người đó đáng để chúng ta vinh danh cho đến tận bây giờ luôn. Những cái cán bộ chiến sĩ mà cái ngày đấy mà vây bắt được anh Linh ấy thì đúng là đấy mới là người bản lĩnh nhá. Đọ súng với anh Linh ở trên cái bến phà rồi vây bắt các kiểu, đúng là những người, chỉ có những người dũng cảm mới dám làm cái điều đấy thôi, không có màng nguy hiểm gì cả, hy sinh thân mình để gọi là vây bắt được một cái đối tượng nguy hiểm như thế luôn ấy. Đấy là mà anh Linh là cực, là người cực kỳ nguy hiểm rồi, anh em biết rồi đấy, anh em đọc những cái bài báo biết rồi đấy, không có ai mà nguy hiểm hơn đâu, đấy là người nguy hiểm nhất thôi. Thế mà các cán bộ chiến sĩ công an vẫn dũng cảm, tôi không biết phải nói gì hơn, chỉ biết bây giờ chỉ biết nói lời cảm ơn những cái chiến sĩ công an cái ngày đó đã làm được cái điều đấy và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất để giúp cho người dân đỡ hoang mang và đỡ sợ hãi cơn ác mộng này hơn. Đấy, ok.